Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn về cái máy chụp hình tự động ở bên Nhật. Thì về cái máy này là nó tự động nên các bạn không cần phải nhờ người chụp, và nó có thể tự chụp và in ảnh ra cho các bạn. Sau đây mình sẽ vào chụp. Đầu tiên là mở cửa ra này. Đây, đầu tiên các bạn vào trong máy là sẽ có một cái màn hình. Và phía dưới là sẽ có 1, 2, 3 cái nút. Đầu tiên về cách sử dụng loại máy này thì các bạn đầu tiên là phải cho tiền vào trước. Ở đây thì có hai mệnh giá, đó chính là 900 yên và 800 yên. Đầu tiên là mình sẽ cho tiền vào này. Trước tiên là mình sẽ ấn nút chọn. Sau đó hiển thị cái bảng cho tiền vào thì mình sẽ cho tiền vào. Sau khi cho tiền vào rồi, bạn sẽ chọn cái kiểu hình nào mà bạn muốn, như là 4:5 này, rồi 4:3 hay là 3:2. Như mình thì là mình chọn cái kiểu 3:4 đó. Cái màu đồ, cái hình chữ nhật màu đỏ là mình chọn đó nha. Mình phải chọn 3:4:6 tờ ảnh, 3:2 là 3 tờ. Sau khi chọn rồi mình sẽ nhấn vào nút màu xanh này. Sau khi các bạn chọn hình ảnh thì nó sẽ xác nhận lại có chính xác là cái những bức ảnh mà bạn sẽ chụp hay không. Nếu đúng thì các bạn sẽ chọn này, sẽ chọn hay. Và sau đó là nó sẽ thổi tiền thừa cho các bạn. Tiền thừa nó nằm ở phía góc ở phía dưới. Và lấy tiền thừa này. Tiếp theo là nó đã bảo bạn chuẩn bị là chụp ảnh rồi. Khi mà bạn chuẩn bị xong rồi, bạn sẽ nhấn nút OK, nhấn màu xanh này. Tiếp theo là nó hướng dẫn cho bạn tư thế ngồi để chụp ảnh. Ở cái máy này thì nó cho bạn chụp 3 lần. Cho nên bây giờ bạn sau khi chụp rồi nó sẽ hiện thị dòng chữ này, là bạn sẽ chờ một chút. Chờ nó đang xử lý ảnh. Sau khi các bạn chọn này, sau đó thì là các bạn sẽ chọn lần chụp thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Đó, mình sẽ chọn cái ảnh nào ưng ý nhất, sau đó bạn cho in ra. Như mình chọn ảnh thứ hai, lần chụp thứ hai. Sau khi OK thì mình sẽ nhấn nút OK. Sau đó bảo các bạn sẽ chờ
Sau đó nó sẽ có một thông số điều chỉnh cho bạn này. Bạn chọn điều chỉnh. Điều chỉnh này là điều chỉnh về cái mức độ tăng ánh sáng hay giảm ánh sáng. Đây là chế độ bình thường, như thế này là chế độ bình thường ban đầu ảnh chụp. Này là tối hơn, này là sáng hơn, này lại sáng hơn nữa. Như mình chọn tiêu chuẩn bình thường như ban đầu. Sau đó mình sẽ chọn. Bây giờ nó đang chuẩn bị in rồi đó. Sau khi nó xử lý ảnh của bạn xong thì các bạn ra ngoài ở phía bên ngoài của máy để lấy. Sau đây mình sẽ ra ngoài này. Sau khi nó in ảnh xong thì nó nằm ở phía ngoài của cái máy đó, sau đó là mình sẽ lấy nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.